ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai cô gái, đó là Bảo Uyên và Bích Kim. Xin mời. Trước khi đến với vòng 3 thì chúng ta sẽ chọn ra người đang giữ ngôi sao may mắn. Nếu như người nào chọn được ngôi sao đó thì sẽ được nhận một phần quà khá đặc biệt của chương trình. Đi Đức, em dắt anh đi chọn người ta nè, đi. Thiệt luôn hả? Thiệt. Mình xuống đó rồi xuống mình... đi rồi thích ai chọn người đó. Không, coi như xưa mình không được thì bây giờ em tác hợp cho anh. Đó, thích ai không, thì chọn đi. Bây giờ đi. Chương trình sao chương trình nào nó cũng thành ra chương trình mai mối hết vậy. Bây giờ hãy dùng trực giác của mình để tìm xem ai là người giữ ngôi sao may mắn. Khi mà mình chơi một cái môn thể thao đồng đội thì mình nên chọn một người không phải khỏe mạnh đâu nha. Mình sẽ chọn một người tỉ mỉ. Tỉ mỉ thì sẽ giúp mình dễ chiến thắng hơn. Thì Khánh sẽ chọn cô Nối Mi. Rồi hy vọng là em sẽ giữ ngôi sao may mắn. Linh cảm của anh nói vậy. Nếu mà để một cái trò chơi mà có sự phối hợp thì Đức nghĩ là Đức sẽ chọn bạn Vân. Cái tương đồng để mà bạn phối hợp giúp đỡ Đức trong cái trò không đó. Không có chơi môn đánh võ đâu mà chọn người như ta vậy. Không, nhưng mà xét về cái tỷ lệ khi mà đứng với nhau đúng đó. Bởi vì cũng chắc để mà Đức tựa vào thì Đức nên chọn bạn Vân đúng không? Và cảm ơn bạn Bảo Uyên rất là nhiều cho ngày hôm nay nha. Chúng ta đã sẵn sàng cho thử thách thứ 3. Nhưng trước khi đến với thử thách thứ 3, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Vòng 3 được mang tên là ngôi sao may mắn. Với thử thách này có tên gọi khá là dễ thương. Dạ. Đó là cứu hộ bãi biển. Thử thách rất đơn giản. Mình sẽ trồng cái này vô. Cái này là cái gì em? Cái phao vô. Khó à. Xong rồi nằm xuống đây. Sau đó thì người nữ sẽ mặc áo phao và đứng bên đầu bờ bên này, đợi nạn nhân bị nạn mình cứu. Có người đang bị nạn, mình sẽ hô hấp nhân tạo. Rồi đó. Có luôn hả? Có hô hấp nhân tạo không? Không. À không. Tới đây mới nhanh nhẩu tháo cái phao ra. Tháo cái phao ra. Đưa cho người nữ. Để làm gì? Người nữ phải đứng không được vượt qua vạch mức này. Rồi. Thảy cái phao làm sao lọt vô đây. Thảy vô. Đúng vậy. Okay. Thảy đi, thị phạm đi. Hay quá. Xuất sắc. Mỗi đội sẽ có 3 phút để thực hiện thử thách của mình. Và tất nhiên đội nào hoàn thành được nhiều nhất thì đó là đội chiến thắng và mang về cho mình 10 điểm. Anh nhường em chơi trước đó. Mình chơi trước luôn ha. Ok. Rồi, xin mời hai bạn vô vị trí. Bắt đầu. Ủa? Ủa cái gì vậy em? Để người ta tự mang. Lắc đi, lắc đưa đi. Ra nha. Ra lắc rồi. Lắc đi, vô. Thôi để em leo dưới. Em ngủ em ngộ quá. Lượm đi em, lượm đi em làm lại. Em ơi, chóng mặt, không nhanh. Rồi, nhanh xuống rồi, quay đi. Ôi trời, không đơn giản. Quay nhanh lên. 5 cái. Sáu cái. Cái gì vậy, có chướng ngại vật nữa. Đội Quy Khánh chơi xấu. 7 cái. Chết rồi, kẹt. Đó, chết rồi. Sáu cái. 9 cái. Nhanh lên Đức. Nằm ngược cái đầu lại quay cho đỡ chóng mặt. 10 cái. 11 cái. Đức làm như là bên đây làm hết nhiêu. 12 cái. 4 3 2 1. Rồi quay đi. Nằm xuống. Quay đi. Nằm xuống. Ok. À hết giờ rồi hả? Đức sao mặt Đức xinh lè vậy Đức? Không phải, tại vì dạ đẩy quá. Em đang giúp anh mà Đức. Rối loạn tiền đình em. Em đang giúp anh, bây giờ anh quay ngược lại vậy? Cho anh đỡ chóng mặt nào. Quay ngược lại cho đỡ chóng mặt. Quay đi. Không như vậy chết thôi dạ. Xin một trao bó tay cho đội của anh Đức. Và bây giờ lấy phâu ra cho người ta chơi chứ không lẽ nhiêu đây. Yên tâm. 3 phút bắt đầu. Hay quá anh ơi.
Cứ gì là thấy hết giờ rồi đó. Chân dài rồi. Đánh qua đây làm khó anh Khánh mới được. Chóng mặt á, chóng mặt lắm á. Ôi da. Rồi tới đây không tuột ra được luôn. Trời đó, đó, cảm thấy tin sẫm chưa? Thiệt đó anh ơi. Trời ơi. À, yêu cầu anh Khánh chỉa đầu ra ngoài nha. Anh giờ chóng mặt anh đi ngược lại á. Trời ơi anh lỗ mèo luôn kìa. Rồi để coi ai hơn ai. Ba cái tụt huyết áp rồi đó, tụt huyết áp rồi đó. Ơi anh nghĩ là anh nên nghỉ giả nào xíu đi anh ơi. À. Hey. Anh nên chọn người chơi võ đó. Nghĩa anh biểu diễn là được sao. Ôi, hay quá. Tiếp tục đi anh, tiếp tục đi. Ôi nhìn anh có vẻ gọi là lả lơi lắm nha. Anh làm kiểu gì quyến rũ hả, gợi cảm hả? Anh làm như anh đang trường trên biển thiệt kiểu. Bốn ba hai một ba. Đội anh Huy Khánh có cần em đếm không? Thôi khỏi đi anh nghĩ là khán giả đếm được rồi. Qua vòng thi vừa rồi thì đội anh Huy Khánh đã thua đội của anh Đức à, cho nên là đội anh Đức đã đem về cho mình thêm 10 điểm nữa. Anh Đức hiện tại đang dẫn số điểm là 30 trên 10. Wow. Và bây giờ là lúc chúng ta tìm ngôi sao may mắn. Không biết là hai bạn nữ ở đây có người nào đang giữ ngôi sao may mắn hay không? Và sau 3 tiếng đếm của anh Trương Thế Vinh thì mời hai bạn hãy đưa tay ra ngoài cho tất cả mọi người xem ai là người sẽ giữ ngôi sao may mắn. 3 Hồi hộp quá. 2 1 Xin mời. Như vậy là ngôi sao may mắn đã ra về rồi. Kỳ quá. Cô gái Bảo Uyên với điệu nhảy flamenco đó là người đang giữ ngôi sao may mắn. Tính ra thì với vòng này giác quan của hai anh cũng không mạnh lắm ha. Không mạnh, thật sự là anh công nhận Đức là người có giác quan thứ 6, mạnh hơn với nhiều khách mời nữ trước đây đó. Rất nhiều làm anh rợn da gà mấy. Cho nên là mình kiểm chứng đi, đôi khi những số mà có đàn ông tham gia tiếp theo cũng có thể là hấp dẫn hơn đúng không? Đúng, và có thể là một tập nào đó anh sẽ mời Đức trở lại đây và cùng thi với lại một bạn nữ khách mời chẳng hạn. Điều này thật hấp dẫn anh nha. Em nghĩ là vậy, em nghĩ là ban tổ chức cũng nên suy nghĩ về điều này. Và Đức rất là xứng đáng ngày hôm nay là người chiến thắng với số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Vâng quý vị, vậy là tập đặc biệt của chúng tôi đã kết thúc. Và ngày hôm nay chúng ta đã chứng minh được đàn ông vẫn có giác quan thứ 6 và mạnh nữa là khác. Và hãy tiếp tục theo dõi chương trình nếu quý vị yêu mến. Chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm nhiều người khách mời mà họ có giác quan cực mạnh nữa. Chương trình Giác quan thứ 6 được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.